Bản sao nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thót tim vì bị Đại Nghĩa phản ứng gắt. Gia Hân gây ấn tượng với khán giả bởi chất giọng có nét giống với nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Tập 15 biến hóa bất ngờ lên sóng với màn tranh tài của ba thí sinh gồm Anh Đức, hóa thân thành ca sĩ Tùng Dương, Gia Hân, hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, và Đình Thụy, hóa thân thành danh ca Tuấn Ngọc. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa còn có sự góp mặt của ca sĩ Ngọc Ánh và ca sĩ Quang Hà. Trong đêm tranh tài, Gia Hân mang đến bản mashup Về Quê, Về Ăn Cơm, tái hiện khung cảnh tuổi thơ khi người mẹ trông ngóng con về đoàn tụ. Không chỉ hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Gia Hân còn dùng nửa sau của tiết mục để diễn vai con gái nữ nghệ sĩ, khiến giám khảo bất ngờ. Chia sẻ về tiết mục độc đáo này, giọng ca sinh năm 1994 thổ lộ: "Đây bằng tất cả sự kính trọng và yêu mến đối với nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, tôi mạnh dạn xin phép chương trình dùng một phút trong tiết mục để hóa thân thành con gái của nữ nghệ sĩ. Tôi chọn hai ca khúc vui tươi, nhẹ nhàng để tái hiện lại khung cảnh tuổi thơ với thông điệp hy vọng cuộc sống sẽ luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người." Nữ thí sinh cho thấy sự đầu tư của mình trong bài thi, đặc biệt là màn biến hóa trên sân khấu. Khép lại phần trình diễn, trong khi MC Nam Cường thích thú vì sự sáng tạo của Gia Hân thì giám khảo Đại Nghĩa khẳng định thí sinh ấy quá mạo hiểm, liều lĩnh. Lý giải cho phần nhận xét khắc khe này, nam nghệ sĩ bày tỏ: "Đây đôi khi nửa tiết mục đầu bạn chưa nhập tâm vào nhân vật, còn nhiều điều bỡ ngỡ, dễ bị phân tâm, cho nên nửa phần sau mới thực sự để các bạn tỏa sáng. Vì vậy tôi nói bạn mạo hiểm." Và giám khảo chỉ chấm điểm phần hóa thân của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Trước phản ứng y gắt y từ nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, Gia Hân không giấu được sự lo lắng. Thế nhưng ít giây sau, nam giám khảo liền như quay xe ê và cho rằng giọng ca sinh năm 1994 dù mạo hiểm nhưng có sự tính toán thông minh. "Bạn tiếp tục giữ vững phong độ của mình. Bạn còn nhắc cho tôi cùng hai giám khảo khách mời và khán giả biết rằng, ngoài hóa thân giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thì bạn còn sở hữu chất giọng hoàn toàn khác biệt. Nếu bạn không có sự liều lĩnh, thông minh cùng với sự tự tin, bạn đã không thể thực hiện trọn vẹn tiết mục này", nam nghệ sĩ khen ngợi. Đại Nghĩa cho rằng việc sắp xếp bố cục bài thi của Gia Hân khá mạo hiểm. Đối với giám khảo Quang Hà, anh ngỡ như đang xem nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình diễn trên sân khấu bởi cách luyến lấy, nhấn nhá của Gia Hân giống với bậc tiền bối. Về nửa bài hát sau, giọng ca trăm năm không quên thích thú khi nữ thí sinh hát bằng giọng thật bởi, dây bạn tung tăng, thỏa sức và sống hết mình với bài hát. Bạn rất khéo léo khi lồng ghép hai ca khúc như một câu chuyện giữa hai thế hệ. Trong khi Đại Nghĩa, Quang Hà dành lời nhận xét e có cánh thì ca sĩ Ngọc Ánh lại có những góp ý thẳng thắn về những thiếu sót của nữ thí sinh. Phần hóa thân nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền bạn hát còn hơi non. Ở những câu hát đầu tiên, tôi chưa cảm nhận được đó là nghệ sĩ Thu Hiền. Đồng thời, cách luyến lấy, nhấn nhá câu hát chưa đậm nét, bạn phải tinh tế hơn để hóa thân cho đúng chất của nữ nghệ sĩ. Nữ giám khảo bày tỏ,